Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức thời sự nóng, liên tục cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quý báu của mình để theo dõi chương trình. Và không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta cùng điểm qua những tin tức chính có trong chương trình. Trở về từ khu cách ly, nam thanh niên dương tính với SARS-CoV-2 sau 2 tuần. Quảng Trị, 11 người tự ý vượt biên. Giá tăng gấp 10 lần, người Ấn Độ quay cuồng trong cơn khát oxy. Ấn Độ cấp tốc lập 44 nhà máy sản xuất oxy chiến đấu bão COVID-19. Trở về từ khu cách ly, nam thanh niên dương tính với SARS-CoV-2 sau 2 tuần. Kính thưa quý vị, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, bệnh nhân NVD sinh năm 1993, trú tại huyện Lý Nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch lần 1 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam. Trước đó, bệnh nhân NVD nhập cảnh từ Nhật trở về, cách ly đủ 14 ngày tại Đà Nẵng và đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với dịch, trong đó lần xét nghiệm cuối cùng ngày 21 tháng 4. Đến ngày 22 tháng 4, bệnh nhân đi xe khách từ Đà Nẵng về Liêm Tuyền và bắt taxi từ Liêm Tuyền về nhà ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Sáng ngày 24 tháng 4, bố bệnh nhân này ra trạm y tế xã khai báo do thấy con trai có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Sau đó, cơ quan chức năng đã đến lấy mẫu, kiểm tra dịch tễ. Chiều ngày 27 tháng 4, xét nghiệm xác nhận dương tính lần 1 với dịch. Hiện CDC Hà Nam đang cho xét nghiệm lần 2, đồng thời cử mẫu đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Theo thông tin từ lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, đến sáng ngày 29 tháng 4 đã xác định được 32 trường hợp F1, 200 F2. Ủy ban nhân dân xã Đạo Lý cũng tiến hành khoanh vùng, triển khai lập 3 chốt kiểm soát dịch bệnh. Quảng Trị, 11 người tự ý vượt biên. Quảng Trị, 11 người tự ý vượt biên sang Lào để dự lễ Ayrioping. Kính thưa quý vị, Hồ Văn Nhiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Rụt, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị cho biết, từ tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã đưa 11 người dân vượt biên đi cách ly phòng dịch. 11 người này trong độ tuổi từ 2 đến 51 tuổi, trú tại các thôn A Đăng, Tà Rụt 1, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Hiện không có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Những người dân nói trên được cách ly y tế tập trung trong 14 ngày tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Cam Lộ. Trước đó, ngày 18 tháng 4, nhóm người dân nói trên đã tự ý qua huyện Sa Mùi, tỉnh Salavan, Lào để dự lễ Ayrioping, lễ bốc mả của người đồng bào thiểu số Paco. Những ngày diễn ra lễ, 11 người này đã ở nhà bà con, tiếp xúc với nhiều người khác cùng họ hàng. Đến tối ngày 26 tháng 4, 11 người trở về nhà riêng ở thôn A Đăng thì hàng xóm phát hiện. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến vận động. Ngày 27 tháng 4, nhóm này đã ra trạm y tế xã, khai báo và đưa đi cách ly tập trung. Những người này được cách ly y tế tập trung trong 14 ngày. Xã cũng vận động thân nhân những người này tự cách ly ở nhà, theo dõi sức khỏe, không đi ra ngoài. Ông Nhiếp cho biết. Giá tăng gấp 10 lần, người Ấn Độ quay cuồng trong cơn khát oxy. Kính thưa quý vị, trong hơn 2 tuần, các cuộc gọi liên tục đổ về điện thoại của Mohit Arora. Có ngày, anh nhận được hơn 1.000 cuộc gọi. Tất cả đều đang tìm kiếm thứ được quý như vàng và rất khan hiếm ở Ấn Độ lúc này, đó là oxy. Chúng tôi nhận được 1.000 cuộc gọi mỗi ngày, nhưng chúng tôi chỉ có thể cung cấp 10 đến 15 bình oxy mỗi ngày. Thật sự rất đau lòng. Mọi người gọi điện tới, khóc lóc trên điện thoại, cầu xin oxy suốt cả đêm. Arora nói. Arora làm việc cho Sewa Satka Trust, tổ chức phân phối bình oxy miễn phí trên khắp New Delhi. Tuy nhiên, năng lực của tổ chức vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu về oxy ngày càng tăng. Khi làn sóng dịch thứ hai càn quét ở Ấn Độ trong những ngày qua, thủ đô New Delhi đã rơi vào tình trạng thiếu oxy trầm trọng. Số ca nhiễm tăng vọt, trong khi nguồn cung oxy thưa dần. Thậm chí, tại một số bệnh viện cạn kiệt hoàn toàn, khiến bệnh nhân chết ngay trên giường bệnh. Do các bệnh viện và giường điều trị tích cực dành cho bệnh nhân dịch ở New Delhi bị quá tải, các bác sĩ buộc phải chỉ định bệnh nhân tự tìm oxy cho mình. Do vậy, nhu cầu đối với bình oxy đã tăng lên ở mức chưa từng có. Một số nhà cung cấp oxy tại thị trường đen đã đẩy giá một bình oxy từ $80 đến $970. Tuy nhiên, một đội quân oxy đã vào cuộc, cung cấp bình và nạp oxy miễn phí cho những người đang cần. Tình hình ở New Delhi vô cùng khủng khiếp, bệnh nhân chết trên đường,
bên ngoài bệnh viện khi họ không thể nhận được lượng oxy cần thiết. Chúng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể, nhưng thật đau đớn khi phải từ chối vì chúng tôi không có đủ oxy mỗi ngày. Đôi khi, chúng tôi phải tắt điện thoại để nghỉ ngơi, dù chỉ trong nửa tiếng. Aurora chia sẻ. Gần đây, ngay cả những bệnh viện tư nhân lớn nhất ở New Delhi như Vedanta cũng gọi điện thông báo với chúng tôi rằng họ đang thiếu oxy và đề nghị chúng tôi giúp cung cấp bình oxy khẩn cấp. Aurora nói thêm. Rõ ràng, cả chính quyền trung ương và tiểu bang đều không làm được. Do vậy, các tổ chức phi chính phủ nhỏ và dân sự phải cố gắng tham gia và làm tất cả những gì có thể. Nhưng vẫn chưa đủ, thậm chí gần như không đủ để lấp đầy khoảng trống. Aurora cho biết. Sewa Satka Trust là một trong số những tổ chức tình nguyện cho biết họ ngày càng gặp khó khăn hơn để tìm mua oxy từ các nhà máy công nghiệp. Các quy định của chính phủ yêu cầu các nhà máy phải bán oxy trực tiếp cho bệnh viện thay vì nạp đầy các bình oxy riêng lẻ. Nhưng hầu hết bệnh nhân cần oxy lại không thể nhập viện. Theo Reuters, các ca nhiễm vẫn đang tăng mạnh ở thủ đô, nơi ghi nhận hơn 20.000 ca mắc dịch mới mỗi ngày. Trong khi, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới hôm 27 tháng 4, ngày không còn một giường điều trị tích cực nào ở New Delhi. Cuộc khủng hoảng oxy tại Ấn Độ đã trở nên nghiêm trọng đến mức cộng đồng quốc tế bắt đầu vào cuộc hỗ trợ nước này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã gửi 4.000 máy tạo khí oxy, tách oxy từ không khí khi các quốc gia gồm Đức, Singapore, Mỹ, Anh, thậm chí cả nước nhỏ như Vương quốc láng giềng Bhutan đều cam kết cung cấp oxy và máy tạo oxy cho Ấn Độ. Faisal Khalid thuộc tổ chức Madrasa Amania Trust là một trong những người đã giúp phân phát bình oxy miễn phí trên khắp New Delhi. Khalid làm việc với một tổ chức phi chính phủ khác, Asma Esa Foundation, bắt đầu mua bình oxy từ tháng 2 và hiện phân phối khoảng 200 bình oxy miễn phí trên khắp New Delhi. Nhưng Khalid cho biết không thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu và cần ít nhất 5.000 bình oxy để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Trong nhiều trường hợp, tôi đã khóc sau khi nghe mọi người yêu cầu, không, đúng nghĩa là cầu xin, một bình oxy để cứu những người thân của họ. Sau khi ngắt điện thoại, có lúc tôi đã khóc suốt 10 phút, sau đó lại bắt đầu nhận cuộc gọi. Thật sự, không thể chịu nổi khi nghe những lời van xin, những tiếng kêu khóc, cầu xin oxy, sẵn sàng trả bất cứ thứ gì, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đổi lấy một bình oxy nặng 10 cân. Khalid nói, Mohammad Norman thuộc tổ chức Asma Elsa Foundation cho biết, các tình nguyện viên, những người đang bỏ tiền túi để mua các bình oxy và nạp đầy đã không ngủ vì liên tục nhận được các cuộc gọi cung cấp oxy suốt 24 giờ. Về tìm oxy ngày càng khó khăn hơn, trong khi nhu cầu rất cao. Chúng tôi lo lắng mỗi ngày rằng chúng tôi sẽ không thể có được những gì mà chúng tôi cần vì nguồn oxy ngày càng ít đi. Norman cho biết, chúng tôi cảm thấy bất lực. Chúng tôi muốn cung cấp oxy cho tất cả những người gọi đến, nhưng không có cách nào, chúng tôi không có đủ. Norman nói, không chỉ thủ đô New Delhi đang gặp khó khăn về nguồn cung oxy, ở Uttar Pradesh, một trong những bang đông dân nhất của Ấn Độ, thành phố Agra, quê hương của lăng mộ Taj Mahal nổi tiếng, cũng thiếu oxy trầm trọng. Mặc dù thủ hiến bang Uttar Pradesh, Yogi Adityanath nhấn mạnh rằng bang không thiếu oxy và dọa sẽ có hành động pháp lý đối với các bệnh viện được cho là đang cạn kiệt oxy, những người sống ở Agra đều lên tiếng về tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Nhà hoạt động Narendra Kumar Bharat, người đang giúp phân phối oxy toàn thành phố, cho biết ông nhận được 900 cuộc gọi mỗi ngày nhưng chỉ có thể trả lời khoảng 500 cuộc trong số đó. Hàng nghìn người đang xếp hàng mỗi ngày tại trung tâm oxy để lấy oxy cho người thân mà không thực hiện giãn cách xã hội. Hôm 27 tháng 4, một cuộc hỗn chiến bạo lực đã xảy ra tại một trung tâm oxy và một người đàn ông đã hét lên. Có thể bắn tôi nhưng đừng ngăn tôi lấy bình oxy. Bharat cho biết, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người không thấy được oxy trong 3 ngày qua. Thật đau lòng, mọi người cứ gọi cho tôi là khóc. Nhiều khi, có cả trẻ con gọi cho tôi khóc, nhờ tôi mang oxy cứu bố mẹ chúng. Bharat nói. Bharat cho biết, một số bệnh viện ở Agra đã gọi cho anh vì không còn oxy. Lãnh đạo bệnh viện cũng bức xúc. Họ cầu xin chính quyền rằng không có oxy. Họ bất lực đến mức phải gọi cho tôi để giúp cung cấp oxy cho bệnh nhân của họ. Bharat nói. Tại Jhansi, một thành phố bị ảnh hưởng nặng nề khác ở Uttar Pradesh, sinh viên Akash Parasa đã cung cấp oxy cho hơn 1.500 người dân địa phương. Người dân ở đây đang cầu xin oxy, nhưng vì chính quyền không thể giúp họ, nên mọi người phải từ biệt những người thân vì không thể nhận được oxy mà họ cần. Parasa cho biết. Ấn Độ cấp tốc lập 44 nhà máy sản xuất oxy chiến đấu bão COVID-19. Kính thưa quý vị, Ấn Độ đã lên kế hoạch thiết lập hơn 40 nhà máy oxy để giải quyết cuộc khủng hoảng dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, mà cho tới nay đã khiến 17,6 triệu người mắc bệnh và gần 200.000 người tử vong. Thủ hiến New Delhi.
Arvind Kejriwal hôm 27 tháng 4 cho biết, 21 nhà máy oxy sẽ được nhập khẩu từ Pháp để đáp ứng nhu cầu về oxy y tế ngày càng tăng tại Ấn Độ, trong bối cảnh dịch tiếp tục càn quét nước này. Theo ông Kejriwal, tổng cộng có 44 nhà máy oxy sẽ được thiết lập tại thủ đô New Delhi, trong khi 21 nhà máy sẽ được nhập khẩu từ Pháp, chính quyền thành phố sẽ thiết lập 15 nhà máy. Chúng tôi đang nhập khẩu 21 nhà máy oxy từ Pháp và có thể được đưa vào sử dụng ngay lập tức. Chúng tôi sẽ lắp đặt chúng tại các bệnh viện khác nhau và điều này sẽ giúp chúng tôi giải quyết tình trạng khủng hoảng oxy tại các bệnh viện đó. Ông Kejriwal cho biết thêm. Ông Kejriwal cũng cho biết chính quyền New Delhi sẽ nhập khẩu 18 xe bồn oxy từ Bangkok, Thái Lan để vận chuyển oxy y tế lỏng tới các bệnh viện trong thành phố. Các xe bồn sẽ bắt đầu đến từ ngày mai. Chúng tôi sẽ đề nghị cho phép sử dụng máy bay của lực lượng không quân để thực hiện việc này. Ông Kejriwal nói. Các nước, trong đó có Singapore, đã chuyển các thùng chứa oxy tới Ấn Độ trong tuần này. Ngoài ra, Mỹ, Đức, Anh và một số nước khác đang cam kết viện trợ y tế, trong đó có oxy, cho Ấn Độ. Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ ngày 25 tháng 4 cho biết, có tới 551 nhà máy sản xuất oxy y tế mới sẽ được thiết lập trên khắp Ấn Độ nhằm giải quyết tình trạng thiếu oxy tại nước này. Thủ tướng Narendra Modi đã chỉ đạo các nhà máy này phải đưa vào hoạt động càng sớm càng tốt và đóng vai trò là nguồn cung cấp oxy chính cho cả nước. Quyết định trên có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tình trạng thiếu oxy phổ biến tại các bệnh viện trên khắp Ấn Độ, dẫn đến cái chết của nhiều bệnh nhân dịch, đặc biệt là ở New Delhi, nơi cứ 4 phút lại có một người tử vong. Các bệnh viện đã quá tải tại New Delhi và các nơi khác buộc phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân sau khi hết nguồn cung oxy y tế và giường bệnh. Oxy được mô tả là quý hơn vàng trong thời điểm hiện nay ở Ấn Độ. Thậm chí, xe cảnh sát đã được triển khai để hộ tống các xe chở oxy tới bệnh viện. Hầu hết, các bệnh viện ở Ấn Độ không có các nhà máy độc lập để cung cấp oxy trực tiếp cho bệnh nhân. Chủ yếu vì các cơ sở này yêu cầu nguồn điện liên tục, trong khi đây là điều kiện khan hiếm ở nhiều bang. Trong khi đó, quá trình vận chuyển và yêu cầu nghiêm ngặt về xe chứa oxy cũng như biện pháp an toàn đã đặt ra nhiều thách thức cho nguồn cung oxy tới các bệnh viện ở Ấn Độ. Để giải tỏa một phần của khủng hoảng thiếu oxy, chính phủ Ấn Độ đã điều động các chuyến tàu đặc biệt và máy bay để vận chuyển oxy đến các nơi bị ảnh hưởng nặng nề. Ấn Độ thậm chí dùng máy bay quân sự để nhập khẩu oxy từ nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. Tòa án tối cao New Delhi ngày 24 tháng 4 tuyên bố, bất cứ quan chức nào ở chính quyền cấp trung ương, cấp bang và cấp địa phương cản trở việc phân phối bình oxy cho các bệnh viện trong thời gian này có thể phải đối mặt với hình phạt nặng.